Bình Hà Giang xin kính chào quý các bác anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với Bình Hà Giang. Hôm nay thì Bình cũng đi trên cao nguyên đá Đồng Văn. Bình đi có chúc Việt thì cũng gần nhà của anh Nga Ly và anh Nga Tủa. Thì Bình cũng vào ghé chơi á, thì là Bình cũng xin phép anh Nga Ly và anh Nga Tủa ghi lại một ít hình ảnh cho tất cả quý các bác cùng nhau xem rồi. Xin chào anh Nga Ly nhá. Chào anh Nga Tủa, anh Cái nhá. Hôm nay thì Bình cũng rất là vui khi cũng là lần đầu tiên cũng được vào nhà của anh Tủa và anh Ali, thì Bình cũng rất vui và Bình cũng mong muốn là quý các anh chị mọi người hãy theo dõi cái video này của Bình. Bình sẽ chia sẻ về gia đình của anh Ali và anh Tủa cho tất cả mọi người cùng nhau biết. Như là quý các anh chị mọi người cũng nhìn thấy thì đây là sáp thì anh Tủa vừa mới mua về để làm cái máy trước nhà. Đây là cái máy tôn thì anh vừa mới làm xong, thì Bình cũng muốn là ra để giúp anh làm một buổi, nhưng mà bây giờ thì cũng gần Tết mà Bình cũng đi trao quà cho bà con nên là Bình cũng không có thời gian để giúp anh Tủa làm. Thì hôm nay Bình có chúc Việt đi qua Đồng Văn đấy. Nhà Bình là ở thị trấn Mèo Vạc, thì nhà anh Tổ với anh Ali là ở huyện Đồng Văn, thì Bình cũng sang đây thì Bình vào đây ghé chơi thăm hai anh em. Đây là sát của hai anh đang làm cái mái tôn trước cửa nhà. Thì hôm nay thì anh Cái cũng ra đây chơi, anh Cái cũng biết là Bình ra đây là anh Cái cũng ra đây. Nhà anh Cái thì cũng ở gần khu vực của anh Ali và anh Tổ. Thì anh Tủa ơi, dạ. Anh làm cái máy tôn này được mấy hôm rồi? Anh vừa làm xong hôm qua ấy. Hôm qua? Vâng ạ. Em thì cũng thấy trên video anh Ali cũng đang lên, nhưng mà em thì cũng muốn ra giúp hai anh nhưng mà không rảnh để ra giúp ấy. Thì hôm nay thì đi có Việt thì em cũng vào ghé thăm hai anh. Anh thì làm được một bữa xong là sau đó là mua là không làm được nữa thì Ali và anh Cái với lại đội thợ thì xuống sửa dưới nhà bát dế, xong là mình tân ra nhà bát dế xong là lên thì trở lại hôm sau lại trở lại mưa, xong là Ali với lại anh thì làm được một buổi và sau đó là hôm qua thì anh mới bảo là nhờ anh em để giúp anh, bởi vì như cái công việc này là rất là một mình không làm được vì nó nặng quá nên là không làm được. Nhưng mà vừa mới làm được hai hôm thôi mà đã làm xong thế này rồi, anh rất là giỏi ấy nhỉ. Tự làm anh tự làm hay là thuê thợ? Tự làm thôi anh. Tự làm. Vâng. Tự làm thì đỡ phải mất tiền. Tự làm thôi. Vâng. Đỡ rất là nhiều chứ. Đỡ nhiều. Tự biết làm thì nó không thế. Vâng. Nếu mà em nghĩ nếu mà anh mà thuê thợ ra làm là họ lấy tiền rất là đắt. Vâng. Tiền công rất đắt. Chúng lại trang khoảng 7-8 triệu họ mới làm cho. Tiền công là 7-8 triệu rồi. Vâng. Thì anh em mình làm thì nó chỉ mất 1-2 triệu tiền ăn uống thôi. Làm thì mất 1-2 triệu tiền ăn uống này. Sau đó là mình sẽ dùng cái số tiền kia để mình đi làm việc khác. Vâng, đúng. Wow. Làm thế rất là tiện. Wow. Mình cũng biết làm nên là nó cũng đỡ rất là nhiều. Bây giờ mình không biết làm nhưng mà mình cứ làm rồi sẽ biết thôi. Vâng. Mấy con gà này là của nhà anh nhỉ? Thế của trên kia có phải không? Trên kia vừa làm mấy con vịt. Em nhổ. Thế là từ nhổ thì cùng đội thợ em anh thì hay gọi là em thợ phụ. Thợ phụ ạ? Của em thợ phụ ạ? Vâng. Còn mấy con gà kia là của anh? Vâng. Ôi. Còn hay ba con gà trống nhỉ? Hay có gà trống hay có gà mái? Vâng, anh hiện tại thì cũng không có gì đâu. Vâng. Chỉ có mỗi vợ thì nuôi một con bò với lại một con lợn. Vâng, thế cũng được anh ạ. Có gà có bò, một con bò là được rồi. Vâng. Đi làm thợ xây. Còn đội thợ anh Cái luôn nữa. Thế trên núi kia có phải cây của nhà anh không? Và bên này là của nhà anh. Nhà anh à? Vâng, còn bên này là của nhà em nhổ. Em nhổ. Em thế từ cái củi đồi của núi này là một phần là của em nhổ, một phần là của anh à? Và một phần cũng là của anh Linh nữa. À, thế ba anh em. Ba anh. Thì như là quý các anh chị cũng nghe thấy là quả núi này là của ba anh em. Cùng nhau mỗi người một tí nhá. Mỗi người một tí đó. Một ít thì quả núi này thì cũng không có
cây cối nhiều, cũng có nhưng mà rất là bé thôi. Yeah. Bây giờ nếu mà mình chặt thì cũng hết đi luôn nhỉ. Nếu mà trả thì cũng hết thôi. Vâng. Bởi vì bây giờ đốt cổ thì nó cũng ít thôi. Quan trọng mình phải giữ bảo vệ môi trường nhỉ anh nhỉ. Giữ thôi. Vâng. Bây giờ nhà nước cũng bảo là giữ tài nguyên thì mình phải giữ thôi. Bây giờ mình chặt thì nó cũng hết. Bây giờ thì cây của nhà anh Ly và anh Nhù và anh Tủa thì là ở trên núi đá này. Thì quả núi này thì cũng rất là cao nhưng mà cây cối thì rất là nhiều nhưng mà bé quá. Cây cối bé nhưng mà cây này chắc cũng phải được mấy chục năm rồi mới được như thế này. Núi đá thế này nó lớn cái mà lớn trận lắm. Núi đá thì nó như từng này là nó mấy chục năm rồi. Đúng rồi. Của nhà em trồng được mười mấy năm rồi nhưng mà bé tí lắm. Còn bé hơn thanh sắt này. Bé lắm. Nấu đất thì nó sẽ lớn nhanh và một hai năm là nó có to rồi nhưng mà cao nguyên đá thì nó sẽ khó khăn hơn bởi vì là không có đất thì nó sẽ không phát triển được. Còn núi đất thì nó sẽ phát triển nhanh hơn. Đây là mẹ này. À, còn đây là mẹ của anh Ali và anh Tủa. Con này là con của ai đấy? Con của chú Ali. Con của anh Ali. Rồi đây là con của anh Ali nhá. Rất là xinh gái nhỉ, con gái nhỉ. Con gái của anh Ali. Linh Nhi nhá, con gái của anh Ali thì bây giờ thì Thín cũng đang điệu cháu. Rất đáng yêu. Nhà thì nhà anh Nga Tủa đây, còn nhà anh Ali là ở đằng sau nhà anh Nga Tủa. Thì nhà của hai anh em thì cũng ở gần nhau, ở bên cạnh nhau thôi. Thì đường mà đi từ ngoài đường quốc lộ vào đây là không đi đậu ô tô, chỉ đi xe máy thôi, quý các anh chị. Đường bê tông thôi. Ở đây là cũng gọi là nông thôn. Đi đường nhưng mà đi ô tô con. Nó lại khoảng một tấn thôi nhỉ? Lại một tấn đi được. Hơn một tấn. Xe một tấn vào được. Vâng. Nhưng mà phải là lái chuẩn rồi mới đi được. Còn xe to hơn là không đi được. Xe lái chuẩn thì vào đây cũng dễ. Ở nhà anh Ali thì từ ngoài đường quốc lộ vào đây thì cũng khoảng 200 mét. Còn nhà Bình thì cũng như vậy. Là có anh em thì cũng gọi là anh em cũng ở trong bản trung làng thôi. Rất là may mắn là anh em ở trong những cái nơi nó dễ dàng, cái vận phương tiện nó dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn rất nhiều người. So với rất là nhiều người. Vâng. Còn một số bà con thì vẫn ở trên núi thì đường xa không đi được. Có lúc em đi giúp họ làm nhà bếp em còn phải điệu bột đá rồi thấy điệu khổ quá. Với lại mình mang quà các thứ đi mình phải bắt đi. Xe máy không đi được nhỉ. Cái nhà anh Cái là ở đâu ấy? Anh Cái bên dưới. Nhà tích ở dưới kia rồi. Vâng. Đi khoảng mấy trăm mét. Từ đây đi xuống chỗ nhà anh Cái phải tầm một cái số. Một cái số à? Vâng. Thế cũng rất là gần thôi. Vâng, gần. Thì, lâu lâu thì thỉnh thoảng thì anh em cũng ra đây để tân sự chơi với nhau. Toàn anh em thợ với nhau. Ra giúp anh lại máy tô này. Thế là hôm qua anh Cái vẫn ra đây giúp à? Hôm qua anh cũng ra giúp anh Tưởng lần này cái máy tu này. Nhưng mà bây giờ làm xong rồi cũng rất là vui. Bởi vì là anh Tưởng với là ở chỗ Tưởng với là em đi thì anh em thì nó ba anh em thì rất hay đi làm cùng với nhau thì có gì anh thì cũng hay vào nhau ra làm. Vâng. Đời nhau. Rất đời nhau thì rất tốt anh ạ. Thì hôm nay thì em ra đây thì cũng chỉ ra đây gọi là thăm các anh. Thì anh em phải đi chơi với nhau thì nó cảm giác cái tình cảm thân thiện với nhau nó sẽ gần gũi hơn. Cảm ơn các anh rất nhiều bởi vì là em ra đây thì không biết đã gì cảm ơn các anh thôi nhé. Bây giờ thì cũng là buổi trưa rồi thì em cũng phải đi về thì em cũng xin phép các anh đi về nhé. Nhưng mà đến đây thì lần nào thì phải đến chú nhà anh Cá. chú em Tủa với chú em đi rồi thì phải đi vào mình phải đi vào anh em phải đi vào nhà anh nhé, đi tha nhà nhưng mà anh, nhưng mà bây giờ cũng là 12 giờ thì em nghĩ là cũng muộn rồi thì em về tí em có đi trao quà cho bà con thì anh mà phải em đến đây thì anh phải đi vào chú nhà anh xong rồi đi tha nhà của anh tha mang có cái thì bây giờ thì anh Cái cũng mời Bình đi vào nhà anh Cái chơi thì Bình cũng không biết làm sao đấy. Thế thì Bình cũng xin phép khép cái video của Bình tại đây để Bình còn đi cùng anh em đi vào nhà anh Cái chơi. Xin chào mọi người nhé.
hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Thì xin chào tất cả ba anh em nhé. Chào mọi người nhé. Chào tất cả các bạn nhé. Vâng, xin chào mọi người nhé.